Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày 5 tháng 4 năm 2023, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng Việt lớp 3 sách tập 2 chương trình sáng tạo. Bây giờ mình sẽ đi vào bài tập số 8 là giải ô chữ. Ở đây sẽ gồm có tổng cộng là 11 ô chữ. Tương ứng với 11 ô chữ này là 11 hình động về động vật. Các bạn sẽ dựa vào hình này để điền chữ vào những ô sau. Bây giờ mình sẽ làm ô thứ nhất. Ở đầu tiên các bạn thấy đây là một con mèo. Vì vậy mình sẽ điền vào đây là chữ mèo. Tiếp theo ô thứ hai, hình thứ hai các bạn thấy đây là một con cá heo, như vậy mình sẽ điền vào ô chữ số 2 là cá heo. Tương tự, các ô chữ tiếp theo các bạn cũng sẽ giải như vậy và mình sẽ cho các bạn thời gian là 5 phút để làm câu số 8 này. Bây giờ mình sẽ dùng hô khô để dán cái màu đỏ lên kính mắt này. Mình sẽ bôi hô khô ở xung quanh trong này.
Bây giờ mình sẽ giải ô chữ tiếp theo. Hình số 3 các bạn thấy đây là một chú voi. Bây giờ mình sẽ điền vào chữ số 3 này là voi. Tiếp theo, hình số 4 các bạn thấy đây là một con chim én. Vì vậy mình sẽ điền vào đây là chữ én. Tiếp theo, hình số 5 các bạn thấy đây là một con hổ, vì vậy mình sẽ điền vào đây là chữ hổ. Hình số 6. Số 6, số 7 thì sách đã ví dụ mẫu đã điền. Tiếp theo hình số 8, các bạn thấy đây là một chú hươu, vì vậy mình sẽ điền vào đây là hươu. Tiếp theo hình số 10 các bạn thấy đây là một con nhím. Vì vậy mình sẽ điền vào đây là chữ nhím. Và cuối cùng hình số 11, các bạn thấy đây là một con gấu, vì vậy mình sẽ đi vào đây là chữ gấu. Bây giờ mình sẽ đi qua bài số 4 là đi tàu trên sông Volga. Trước khi giải bài tập này thì mình sẽ đọc bài đi tàu trên sông Volga ở sách giáo khoa trang 116. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày thu vô cùng đẹp đẽ ấy. Suốt từ sáng đến tối, tôi với ba tôi đứng trên bon tàu dưới bầu trời trong sáng đối bờ sông Volga, được mùa thu thêu lên một màu vàng ấm như hai dải lụa. Con tàu màu gạch tươi đi ngược dòng sông, bánh lái ê ỏi khuấy động mặt nước xanh sẫm. Nó kéo theo ở đâu sợi dây cáp dài một chiếc xa láng xám, trông giống như con bò đất.
Mặt trời lững lờ di chuyển trên sông, cảnh vật đổi mới từng giờ từng phút. Những ngọn đồi xanh giống như những đế cốc lầm lầy trên bộ y phục sang trọng của mặt đất. Hai bên bờ sông, cả thành phố và làng mạc nông xa như những chiếc bánh, thỉnh thoảng có chiếc lá thu phang bập bênh trên mặt nước. Chó nhìn xem đẹp chưa kìa, chốc chốc ba tôi lại nhắc lại, nét mặt ba rưng rỡ, đôi mắt rưng rưng vì vui sướng. Theo Maxim Gorky, Trần Khuyến, Cẩm Tiêu Dịch. Sau khi mình đọc bài Đi tàu trên sông Volga thì chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu thuật lại một việc làm của em hoặc bạn em góp phần bảo vệ môi trường. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thời gian là 5 phút để làm bài tập này và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một đoạn văn ngắn. Tiếp theo mình sẽ dùng màu cam để làm ở mặt trời này. Bây giờ mình sẽ vẽ hình mà của mặt trời lên tờ giấy màu cam này.
Bây giờ mình sẽ làm bài tập này. Viết đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu thuật lại việc làm của em hoặc bạn em góp phần bảo vệ môi trường. Bây giờ ở phần này mình sẽ viết hai bài văn. Đọc bài văn đầu tiên. Bài văn 1. Mình sẽ ghi đây là bài văn 1. Vào ngày chủ nhật vừa rồi. Vào ngày chủ nhật vừa rồi. Em đã cùng các bạn. Em đã cùng các bạn. Tham gia trồng cây xanh. Tham gia trồng cây xanh. Trồng cây xanh. Tham gia trồng cây xanh ở trường để cùng góp phần bảo vệ môi trường. Công việc diễn ra rất suôn sẻ. Bây giờ mình sẽ dùng kéo cắt để giãn
mặt của mặt trời đến đoạn này.
Đầu tiên chúng em di chuyển, cây xanh đến vị trí cần trồng. Sau đó đào hố đất. Bỏ phân vào đất. Cho cây xuống hố. Lấp đất. Và cuối cùng là tưới nước vào rau cây, là tưới nước dù vất vả nhưng ai cũng nở nụ cười tươi trên môi. Nở nụ cười tươi trên môi.
vui và tự hào. Tiếp theo mình sẽ dùng giấy màu vàng để làm tiền làm mặt trời. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình này. Thank you.
Video cách dặn giải thủ công hình ở mặt trời của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và tự hào. Khi góp sức mình cùng bảo vệ môi trường, khi góp sức mình cùng bảo vệ môi trường, nhờ những việc làm đó, nhờ những việc làm đó, mà những hàng cây thẳng tắp mà những hàng cây thẳng tắp đã mọc lên
chậm. Sau một thời gian cây đã phát triển xanh tốt. Chúng em sẽ cố gắng phát huy và trồng nhiều cây xanh hơn nữa. Như vậy là mình đã viết xong bài văn thứ nhất và bây giờ mình sẽ đọc lại bài văn này. Vào ngày chủ nhật vừa rồi, em đã cùng các bạn tham gia trồng cây xanh ở trường để cùng góp phần bảo vệ môi trường. Công việc diễn ra rất suôn sẻ. Đầu tiên, chúng em di chuyển cây xanh đến vị trí cần trồng. Sau đó đào hố đất, bỏ phân vào đất cho cây xuống hố, lấp đất và cuối cùng là tưới nước vào cây. Dù vất vả nhưng ai cũng nở nụ cười tươi trên môi và cảm thấy tự hào khi góp sức mình cùng bảo vệ môi trường. Nhờ những việc làm đó mà những hàng cây thẳng tắp đã mọc lên. Sau một thời gian, cây đã phát triển xanh tốt. Chúng em sẽ cố gắng và phát huy và trồng nhiều cây xanh hơn nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển sang việc mục đồ văn thứ hai về góp phần bảo vệ môi trường. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bài văn 2.
hàng tuần. Bài văn thứ hai, hàng tuần. Nhà trường tổ chức. Tổng vệ sinh lớp học. Tổng vệ sinh lớp học. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách giảng dạy thủ công hình ống mặt trời. Về cách giảng dạy thủ công thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một bìa giấy thủ công, một tờ giấy A4 để vẽ hình và cách giảng dạy lên cái bút chì để vẽ hình, kéo và hồ khô. Thì ở video trước mình đã cách giảng hình mặt trời này, và bây giờ ở video này mình sẽ dùng giấy thủ công màu vàng để dán lên phần tia nắng mặt trời này. Bây giờ mình sẽ dùng hồ khô để dán phần này lên.
mỗi bạn đều chuẩn bị khẩu trang, theo sự phân công các bạn trong lớp, đi lấy dụng cụ, lao động chổi xẻng học rác, chổi xẻng học rác, xô đựng nước, xô đựng nước, chổi lau nhà, chổi lau nhà, cô giáo giao cho chúng em, cô giáo giao cho tổ chúng em, giao cho tổ chúng em, nhặt rác xung quanh lớp, nhặt rác xung quanh lớp, lau sang lớp, các bạn nữ trong tổ lau sang lớp, các bạn nữ, trong tổ lau sang lớp,
Giặc giã lau bàn. Giặc giã lau bàn. Lau bàn học quạt lớp. Lau bàn học.
Lâu bàn học. Tuyệt lớp. Các bạn nam kê lại bàn ghế gọn gàng. Các bạn nam. Kê lại bàn ghế gọn gàng. Chỉ sau 45 phút. Chỉ sau 45 phút. Lớp học của chúng em. Lớp học của chúng em. Đã sạch sẽ sáng sủa. Đã sạch sẽ sáng sủa. Các bạn đều nhanh nhẹn. Đều nhanh nhẹn. Khẩn trương hoàn thành công việc được giao. Khẩn trương. Hoàn thành công việc được giao. Ai cũng vui vì vừa làm được việc. Ai cũng vui. Vì vừa làm được việc. Tốt.
giờ mình sẽ dùng giấy màu cam để vẽ cái tay của ông mặt trời này.
gọt phân. Làm cho lớp học. Làm cho lớp học. Khang trang sạch sẽ. Như vậy là mình đã làm xong bài tập này. Bây giờ mình sẽ đọc lại đoạn văn thứ hai mình vừa viết. Hàng tuần nhà trường tổ chức tổng vệ sinh lớp học, mỗi bạn đều chuẩn bị khẩu trang. Theo sự phân công của các bạn trong lớp đi lấy dụng cụ lao động, chổi xẻ hộc rác, xô đựng nước, chổi lau nhà. Cô giáo giao cho tổ chúng em nhặt rác xung quanh lớp, lau sàn lớp. Các bạn nữ trong tổ lau sàn lớp, dọn dẹp lau bàn học, quét lớp. Các bạn nam kia lá bàn ghế gọn gàng. Và chỉ sau 45 phút thi, lớp học của chúng em đã sạch sẽ sáng sủa. Các bạn đều nhanh nhẹn khẩn trương hoàn thành công việc được giao. Ai cũng vui vì vừa làm được việc tốt, góp phần làm cho lớp học khang trang sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ qua bài tập tiếp theo. Mình sẽ qua bài số 5 là cặp kiềng trời ở trong sách giáo khoa trang 120 này. Bây giờ mình sẽ đọc bài Cặp kiềng trời. Ngày xưa có một năm trời hạn hán, ruộng đồng nức nẻ, cây cối trụi trơ, chim muông khạc khô. Cặp thấy nguy quá bèn lên thiên đình kiềng trời. Dọc đường gặp cua, gấu, cọp, ong, cáo, tất cả đều xin đi theo. Đến cửa nhà trời chỉ thấy một cái trống to. Cặp bảo anh cua bò vào chung nước này, cô ong đợi sau cánh cửa, con chỉ cáo anh gấu anh cọp thì nấp hai bên. Sắp đặt xong, cọp lấy ruồi đánh ba hồi trống. Thấy cọp dám náo động thiên đình, trời nổi giận sai gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, cáo nhảy sổ tới cắn cổ gà tha đi. Trời sai chó bắt cáo, chó mới ra tới cửa đã bị gấu quật ngã. Trời sai thần sẽ trị gấu, thần sẽ hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chung nước, lập tức cua giơ càng ra kẹp, thần đau quá nhảy ra thì bị cọp vồ. Trời đành mời cọp vào, cọp tâu muốn tâu thượng đế đã lâu lắm rồi, trần gian không hề có mưa, thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài. Trời dù giọng, thôi cậu về đi, ta sẽ cho mưa xuống.
Là còn rằng thêm lần sau hề muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta. Cà phê đến Trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó hễ cậu nghiến răng là trời đổ mưa theo chuyện của Việt Nam. Sau khi mình đã đọc bài Cọc Hiền Trời thì chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1, là việc vào phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về thiên nhiên. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thời gian là 5 phút để làm bài tập số 1 này, và sau đó thì mình sẽ chữa bài tập số 1.
Như vậy là mình đã cắt giảm xong hình mặt trời này, và bây giờ mình sẽ chuyển qua cắt giảm một hình khác. Bây giờ mình sẽ làm bài tập số 1 này. Tên bài văn đó là Người lái đò sông Đà. Tên bài văn Người lái đò sông Đà. Tên tác giả là Nguyễn Tuân. Tên tác giả là Nguyễn Tuân. Tên cảnh vật là sông Đà. Về đặc điểm, về màu sắc là mùa xuân, dòng xanh ngọc bích, mùa xuân dòng xanh ngọc bích. Thú sáng, thú sáng. Nước sông chín đỏ, nước sông. Chín đỏ. Như da mặt người bông đi, như da mặt người bông đi. Vì rượu bựa. Tiếp theo về phần âm thanh đó là tiếng sóng. Tiếng thác. Tiếng của những hụt nước cuồn cuộn. Tiếng của những hụt nước cuồn cuộn.
Bây giờ mình sẽ chuyển sang vẽ một hình khác. Bây giờ mình sẽ cắt giảm một cái hình, thực ra đó là hình cái phao bơi. Mình sẽ vẽ một cái hình phao bơi.
Bây giờ mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 2 là nghe viết với ưỡi ba vì với sách giáo khoa trang 122. Bây giờ mình sẽ đọc bài với ba vì này, các bạn lắng nghe để chạm vào vở vẻ đẹp của ba vì. Vẻ đẹp của ba vì biển ảo là lung từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày, thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua những thung lũng xanh biếc, ba vì hiện lên như hồ ngọc bích, những đám mây nhuộm màu biển hòa muôn hình, nghìn sáng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ theo võ văn trực. Mình đã đọc bài với ba vì và bây giờ mình sẽ chạm vào vở với ba vì. Vẻ đẹp của ba vì. Biển ảo là lùng từng mùa trong năm. Biển ảo là lùng từng mùa trong năm. Từng giờ trong ngày. Từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh. Thời tiết thanh tịnh. Trời trong trẻo. Ngồi phóng tầm mắt qua những thung lũng. Ngồi phóng tầm mắt video giải bài tập tiếng Việt lớp 3 sách tập 2 chương trình sáng tạo của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.